Ô, xin chào cả nhà nghe. Cả nhà thấy mình có đen thui không? Đen quá trời luôn không? Về Việt Nam đi nắng đi trò. Ơi nó đen quá trời, mới chiều giờ đi chợ với lại dì Út để mua đồ nhậu về. Tối nay làm đồ nhậu đãi hai bạn chí cốt của mình nha. Mà hồi nãy giờ dì cháu mình làm đồ nhậu cũng vui lắm đúng không dì Út? Nhìn nhìn dì Ok, Út đúng rồi. đó, hai dì cháu mới bồi dưỡng được cái hai tô bún riêu Làm nước à, sương sương. Ok. Đây mời cả nhà cùng xem, dì Út đang làm nước mắm đây, chút nữa ăn gỏi. Ok rồi, có miếng miếng măng gà nè, không miếng gà nè, không miếng gà đây, tại bà xã mình không ăn măng được, ăn măng nó sợ nhất mình. Còn cái này là miếng nè, đó này là miếng dông nghe. Ngoài ra một con gà đi bộ sáng mua, sáng cả nhà thấy mình đi chợ đó mua gà này luộc rồi. Con gà này gà Phan Thiết, nó đi bộ từ nhỏ tới lớn nó dài lắm. Còn đây rau càng cua, đây cả nhà, rau càng cua với lại rau bông điên điển. Rồi bên đây dì Bảy mình, đây dì Bảy mình đang làm ngót sen để bóc gỏi nha cả nhà. Dì Bảy mình có tính mắc cỡ nha cả nhà, đừng có cười dì Bảy mình nha. Ok đây, còn dì Phượng mình đó thì nói chung là rất là túc trực cho mình 24 trên 24 luôn, lo lắng nấu nướng, chùi rửa nhà cửa sạch sẽ thơm tho, mở nhạc đồ, mua bia đồ, giống như dì Út mình cũng vậy, là lo cho mình rất là đầy đủ khi mà vợ chồng mình về tới Việt Nam nha cả nhà. Vui lắm. Đây nè, mấy cái món nhậu đã làm xong đây, bây giờ quay trước cho cả nhà cùng xem. Mới làm mấy món nè, có món nghêu nghe, nghêu nghêu xào xả trước ngon lắm. Lúc này ba món trước rồi đấy, nghêu xào xả, wow mùi thơm quá. Đây 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 đây, ok tiếp tục chút xíu nữa lên món tiếp. Đây dốt mình đang xé gà nghe cả nhà. Gà ngon ha, ngon ha, vàng khè ngon quá. Xé ra đâu có sợ. Có chút gà này Phan Rang Phan Thiết gì đây mà nó dai ngon lắm ha. Nhỏ nó bán gà vịt vịt xiên ngon, vịt xiên phải đi sớm mà sao sáng nó còn có con hết rồi, nó bán cắt hết. Wow, ngon quá đi, cắt gì ơi hấp dẫn quá. Thâu này ăn cho hết trời. Lấy cái chân đâu. Đạo diễn dì Út Sen, người đẹp Phạm Thế Hiển ngày xưa và ngày nay là cũng là chắc là đi thi là đậu hoa hậu phi nhân đó dì ơi. Nhìn lên như vậy cho bà con chiêm ngưỡng sắc đẹp của dì chút. Dì Út đó cũng cỡ nữa. Gỏi gà nè ngon ghê đúng không, quá ngon luôn. Trời ơi, vậy chọn trong này cái gì vậy? Vậy đó con nghe. Bông điên điển. Rồi. Bắp chuối. Wow. Rồi á. Cái gì? À rau răm. Gỏi sen, gỏi sen. Gót sen. Rồi rau cần cua. Wow, rau cần cua nhà chồng đó, dì Phượng chồng đó. Gà da vàng ghê không? Gà Phan Thiết đi bộ. Wow, ngon quá đi. Đầy đủ. À, dì Phượng mình tăng cường thêm miếng chanh nha. Đây miếng đã luộc xong nè nghe. Wow, con nước mắm nè, một đôi miếng gà luôn. Đây dì Bảy mình là làm từ chiều tới giờ luôn cả nhà ơi, cảm ơn dì Bảy nha. Đó dọn làm xong mà sạch sẽ luôn. Bếp nhỏ nhỏ, nhà này hai cái bếp cả nhà, một cái trên lầu một cái dưới.
Đây 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 đây. Tăng cường thêm con vịt quay chiều châu. Đó nhiều là đẩy bạn mình là đủ rồi cả nhà ơi. Bây giờ thì chưa thấy bạn mình tới, không biết đi đâu rồi, để mình gọi thử coi. Wow, hấp dẫn quá đâu con coi. Wow, ngon quá. Lên đi vậy. Xong rồi mở cửa cho bạn không vô. Dạ đang tới. Dạ rồi, kêu rồi. Dạ. Bên này. Giữa. Wow. Nước chấm. Hấp dẫn quá. Đã tới. Con với lẩu. Rồi ngoài á. Bạn dẫn xe vô luôn. Xe vô, dẫn xe vô. Không có đi xe. Ủa à, đúng rồi. Come on. Hi Mr. Thiên, đây là bạn chiếc cốt mình đây nghe. Từ thở bé luôn. Ok. Giờ gặp lại nha. Đó. Hello my friend, bạn Hiền. Đi, lên nhậu nha. Đúng rồi, đi Tuấn Thiên Tiến. Ba đứa sao sao sửa đổi này. Ủa, sao không có bà xã đâu quá. Bà xã bảo có bà đây đầu tuần mà đi làm đó cũng mệt thiếu quá này. Ồ, hồi trưa đó, hồi trưa là đầy đủ á. Ơi, vô nha. Đây là bạn thân chiếc cốt của mình hồi còn bé lúc tắm mưa còn ở chuồng nha. Rồi bây giờ bà về đây. Quần cho nội. Hả? Nó mặc quần này. Tắm mưa ở chuồng. Rồi vô bạn đi. Hả? Khám bầu hả?
hư hồn lắm à. Dạ sớm có bọn đi. Đi qua đi nhậu đi. Ta hẹn con kia thôi, hẹn chút là cho nên có khó thay đổi lắm. Nếu mà có thay đổi được là tôi đủ từ hồi trưa rồi. Ok. Rồi bye bye nha. See you later nè. Rồi bye bye nha. Rồi gặp lại sau. Đang chờ không?